tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Đám ma tôi Tác giả Nhà văn Hoài Điệp Tác phẩm được in và phát hành tại Hà Nội Năm 1940 Người đọc Thái Hoàng Phi Tập 1 Lời nói đầu tôi xin lỗi tôi tưởng ra cái đám ma tôi này để mỉm cười một vài phút cảm động một vài giờ có những ý nghĩ không nên nói ra nhưng tôi cứ nói tấm lòng trẻ thơ của tôi không thể là một tấm lòng kín đáo có duyên giao kết với người tôi đã chẳng chết ngay từ khi lọt lòng mẹ sẵn sàng là một người đời tôi cũng sẵn sàng chịu vui chịu sống chịu tìm lòng của mọi người Chịu để lòng người đi đến tìm tôi Thế rồi khi khóc Khi cười Đến nay đã trải mười mấy năm trời đằng đẳng Tôi xin tin đời Tôi xin yêu đời Và lại tin cả rằng đời cũng yêu tôi Lẽ nào lại dám nói lời chua chát Để mang tiếng là đứa con bạc bẽo Đang còn thơ ngây Mà đã hư rồi Mất tôi thì đời khóc Đời thương Lẽ nào còn dám hoài nghi Tấm lòng mẹ quý nhưng nay tôi làm người chết tôi đứng ra ngoài cuộc đời thành người khách quan ngay thẳng lúc nào cần phải mỉm cười tôi xin mỉm cười thành thực lúc nào cần hiểu rõ lòng của nhau tôi sẽ đi sang câu chuyện cảm tình nụ cười của thằng con trẻ giữa một đám ma không có ý xấu gì đâu xin cũng đừng ai trách nhé tôi xin lỗi mẹ tôi xin lỗi anh tôi xin lỗi chị tôi tôi xin lỗi cả cuộc đời của tôi dù người hờ hững dù người không tình thiết tha không phải là tôi mà cũng không phải là ai ai hết tháng mười một năm một nghìn chín trăm bốn mươi hoài điệp đám ma tôi một hoàng hôn kia tôi nằm im trên giường hai tay buông xuôi mắt nhắm nghiền ngực không còn thôi thớp chao ôi tôi không ngủ đâu vì nếu ngủ thì người con trai 17 tuổi là tôi Đã mơ từ giấc mơ này sang giấc mơ khác Vội vàng vui nốt Vội vàng yêu thêm Để còn trở lại với đời Không biết ngay từ bây giờ hay chốc nữa Đằng này tôi đã mặc cho đời chậm chạp Lê từng bước nặng trong một chiều nắng vàng lẫn bụi Tôi mỉm cười vĩnh viễn nhìn đời bằng đôi mắt nhắm Vĩnh viễn đi vào giấc mộng Thông thả mà đi Bởi vì giấc mộng ấy dài dài những hàng ngàn mùa thu than ôi nghĩa là tôi đã chết tôi đã chết rồi ồ có chi lạ lạ nhất chỉ là những người cứ nhất định sống mãi không chịu chết mà thôi tôi chết rồi đây cặp mắt tôi nhắm cái miệng tôi mỉm nụ cười vu vơ hôm nay tôi sẽ không đi dạo trên con đường với tấm lòng hôm xưa và ngày mai tôi sẽ không ngồi hiu quạnh với tấm lòng hôm nay tôi không cười ra tiếng không nói ra lời không còn hồi hộp bằng trái tim cảm động rung rung bằng khóe mắt đôi bàn tay tôi không còn để nắm chặt lấy những bàn tay ai thân mến tôi chết đi thản nhiên quá bởi vì chỉ làm cái việc dĩ nhiên của người đã sống rồi thì phải chết chết đi trong một buổi chiều còn trẻ người con trai mười bảy tuổi là tôi sẽ không bao giờ sợ chết như những người khôn ngoan lại đi sống hàng mấy chục năm rồi Ngày xưa đoán hậu vận cho tôi Một người thầy tướng mắt không mù Đã mở mắt thực to Chắc là để trông vào cái tương lai mờ mịt của tôi đấy Và nói rằng đời tôi Về sau là một đời sung sướng Về sau tôi sẽ làm được quan to Lấy được vợ đẹp Và đắc thọ đúng 80 năm Làm quan to hay lấy vợ đẹp Chắc khổ cũng chẳng nhiều đâu Nhưng sống một mạch những 80 năm Mà cho là sướng thì lão thầy tướng kia nhầm sống 80 năm, yêu độ 80 người thờ ơ, gặp độ hơn 8.000 điều khó chịu. Trời ơi, trời ơi! Tôi chưa nói thêm đến chuyện vợ đẹp, quan to mà đã cảm trước 80 năm rời ngục thất. May sao tôi chết đi một buổi chiều kia, giữa khi còn là đứa trẻ ngây thơ mới e dè nhìn vào cuộc đời như nhìn những vàng, những bạc, những lụa the, ngà ngọc, qua tấm kính một tủ hàng đời còn đang là người mẹ hiền thân yêu đời còn đang là người tình nhân ve vuốt đời còn hứa những mùa xuân và những mùa thu cho nên lòng ai bỡ ngỡ phải ly biệt đời lúc này chắc hẳn còn nhiều thiết tha nhưng nào những ai tha thiết cùng đời ta hãy đi vào giấc mộng chia phôi ngay từ bây giờ để cho thấy đời tha thiết cùng ta kéo rồi có sống lâu lâu lại trách rằng đời hờ hững Tôi đã trông thấy bao nhiêu người chết Tôi đã khóc từng người đi không về Mà chưa tìm ra cho được một vài ý nghĩa của sự ly trần Bây giờ tôi đi dò xét trong một cái đám ma tôi Một buổi chiều ấy tôi chết Nằm im trên giường Hai tay buông xuôi Người mẹ quá của tôi ngồi dưới đất Vừa khóc vừa kể lễ Chị tôi thì nức nở không ra tiếng và anh tôi thì ngơ ngác giấu cặp mắt đỏ hoe sau chiếc khăn tay không cần theo một học thuyết nào hãy cứ tin rằng tôi có một linh hồn và linh hồn tôi bất tử cho nên lúc ấy nó đứng ở đầu giường thoát ra khỏi cái thân hình nằm kia hình như lấy làm thú vị lắm thấy nhiều nước mắt thế nó đã sắp ngậm ngùi nhưng còn phân vân tội nghiệp quá có lẽ nó nghĩ đến cái xác yếu ớt ngày xưa còn sống có lần đã đi ở bên những ai ai đông đủ mà vẫn thẫn thơ như con chim nhỏ trong rừng hoàng hôn có lẽ nó nghĩ đến những dòng lệ đã chảy vì những ai ai lãnh đạm những dòng lệ chảy thấm lòng của cái thân đơn chiếc kia có một người mẹ có một người cha có anh có chị hẳn hoi tội nghiệp quá thôi thôi linh hồn của tôi ơi nghĩ đến làm gì cứ để cho người ta khóc cứ để cho người ta thương Miễn là bây giờ mình sung sướng Mà sung sướng dễ dàng biết bao Chỉ có việc chết Chết hết cả đi Bạn tôi à Mà tìm hạnh phúc ở sự nằm im trên giường Hai tay buông xuôi Ngực không còn thoi thớp Giản dị hơn làm quan và lấy vợ đẹp nhiều Từ chiều đến tối Khi những cây nến chập chờn soi lên cái mặt nhợt nhạt của tôi Thì mẹ tôi bắt đầu nghĩ đến việc mặc vào cho tôi một chiếc áo đẹp Chiếc áo đoạn thâm xưa kia Tôi chỉ mang trong ngày Tết Chiếc áo dở ra còn thơm mùi băng phiến Người ta dùng sức mạnh kéo tôi dậy Người ta giang tay tôi ra Vì tôi bướng lắm cứ nằm cứng thẳng không chịu mềm đi chút nào Mặc được cho tôi cái áo đẹp rồi Người ta lại trịnh trọng đặt tôi nằm xuống Chà Thế mà không sợ áo mới nói nhau Tiếc thay các anh chàng ăn mặc chỉnh tề như kia Lại không thể đi chơi không thể phô trương gì được những cái xác phủ bằng áo đẹp phần nhiều lại chỉ là những xác không hồn hay chỉ có độ in ít linh hồn ngẩn ngơ trên chiếc tủ con bên đầu giường có một lư trầm khói xanh bay lên nhè nhẹ bây giờ đã yên trí rằng trong nhà có một kẻ chết đi rồi mọi người bàn tới những việc phải làm xung quanh cái xác mất hồn đã kịp thì giờ để cho một vài ông chú ông bác hay bà cô bà thím gì đó của tôi đến suốt đêm hôm ấy người ta còn cãi nhau về việc tìm cho tôi chỗ ở cuối cùng có lẽ một ông bác với bộ râu oai vệ với đôi kính trắng thực to sẽ thắng và có lẽ chỉ một bà cô già nhất gầy cò nhất là không dám đồng ý lòng riêng lấy làm hầm hực cho thằng cháu chết đi lắm nên định rằng tới hôm đưa đám sẽ khóc thương nó thực nhiều từ cái việc chọn cho tôi chiếc xe ngựa của một nhà này hay của một nhà kia người ta cũng săn sóc đến người ta ân cần nghĩ rằng hẳn tôi không thích nằm dài trong chiếc quan tài của nhà ông a nên nhất định mua cho tôi hòm xăng của nhà ông b có lẽ đấy lại là ý muốn thân yêu của một bà thím từ nãy đến giờ chưa nói gì mà chỉ khóc giấc ngủ của tôi vĩnh viễn mới hiền hậu làm sao thế mà còn phải có người chăm lo cái anh người nhà ngồi cạnh thật là siêng năng Cố nén sự buồn ngủ cật Và rung cả mình lên Có khi chỉ vì một tiếng lá rơi bên ngoài cửa sổ Ngày xưa khi tôi còn sống và còn nhỏ Đêm đêm ngủ gọn trong lòng người vú em Chỉ cửa mình một ít Khóc hờn vài tiếng bâng quơ Biết đâu lại chẳng có một bàn tay phủ phàng Của người vú mất giấc kia Bóp lấy cái mũi hay phát vào cái mông Và ngày xưa Đến độ trưởng thành những khi tìm quên trong giấc ngủ nặng nề nào ai kề đến bên tôi hữu tình đếm hộ vết đau thương trên trán mộng hững hờ sáng hôm sau mặt trời trở dậy nhưng tôi không thèm dậy nữa tôi đi từ chiều hôm qua những con chim hót ngoài vườn nó tưởng rằng tôi làm biếng chứ không biết là tôi chỉ thờ ơ thờ ơ với buổi bình minh vì đã đi hết cuộc đời sang đến hoàng hôn trừ tôi mọi người đều dậy cùng với mặt trời và sực nhớ rằng có cái xác chết nằm kia cho nên lại khóc ầm lên một hồi sau cuộc tỏ tình thương hợp lý của gia đình đến cuộc thương vay có tổ chức của người thiên hạ một vài người bạn của mẹ tôi của anh tôi của chị tôi và nhiều nhiều bè bạn của tôi kéo đến viếng thăm mặt buồn và bước đi cố làm nhẹ nhẹ người mẹ của tôi vật vã Ôi con ơi là con ơi Con nỡ bỏ mẹ con đi Ôi giời cao đất dày ơi Giời cướp mất con tôi Nghe mẹ tôi buộc tội ông rời đáng thương Tức thì chị tôi khóc òa lên Và anh tôi sùi sụp Còn bà cô, bà thím Ông chú, ông bác Cũng muốn rõ nhiều nước mắt đấy Nhưng mà vội gì Thằng cháu còn nằm kia Đã chui xuống đất ngay đâu mà sợ Đợi khi hà huyệt cũng vừa một người bạn thân của tôi Hắn vẫn nhận như vậy Tiến lại gần trường Mồm lấp bắp nói gì với mẹ tôi Rồi khẽ kéo tờ giấy bản phủ mặt tôi ra Để thấy một cái mặt tai tái Tóc lật xỏa ra sau Vài ba sợi còn rủ xuống trán Hay lơ thơ trên mi mắt Ôi cảm động Tờ giấy bản vừa kéo ra Thì mọi người như đã âm mưu từ trước Đều à lên khóc một lượt Cả những người không quen tôi Cả mấy ông bác bà cô gì đó đã quyết để giành lệ thảm có chết đi mới biết rằng người ta yêu nhau mẹ tôi nghẹn ngào phân vua với mọi người tôi có ngờ đâu nó bỏ tôi nó đi mấy hôm trước nó còn đi chơi đi bời vui vẻ rồi không nói hết câu mẹ tôi lại khóc nức nở lên ôi con ơi là con ơi các bạn con đến đây đông đủ sao con chẳng sống mà trông thấy bạn thấy bè con đi đâu để thương để nhớ cho mẹ? Ôi con ơi là con ơi. Ôi trời ơi, tôi làm gì nên tội mà rời nở cướp con tôi đi? Thương hại cho mẹ tôi. Mẹ tôi không biết rằng nếu tôi còn sống thì chưa chắc đã được trông thấy bạn thấy bè đông đủ cả một lúc như thế này. Chỉ trừ ra khi tôi có sáng kiến cưới một cô vợ về để làm một bữa tiệc thật to cái người bạn thân của tôi lúc nãy vẽ mặt buồn một cách thực thà làm cho những người khác không muốn giả dối thêm chút nào hết người bạn thực thà của tôi thực thà chấp hai tay ra đằng trước khẽ nói chắc là cũng nói thực thà lắm thưa cụ con thực không ngờ anh con lại sớm về như thế mới hôm nào rồi nước mắt ròng ròng nói không ra lời nữa một người khác thưa cụ anh con có trối trang gì trước khi mất không à Cái người khác này hình như đã cho tôi vay mấy đồng bạc gì đó Mà tôi chưa giả được Vừa đem cả nợ xuống âm phủ rồi Lại một người khác Thưa cụ Từ hôm anh con đau tới nay Con có lại thăm tới ba bốn lần Hôm qua anh con cũng hơi tỉnh Ngờ đâu đến chiều đã thế Một người khác nữa không thân với tôi nhiều vì anh ta thích đọc những loại tiểu thuyết có đủ trung hiếu tiết nghĩa dạy đủ các lẽ làm người người bạn ấy nói với mẹ tôi rằng thôi thưa cụ chẳng qua là cái mệnh rời cụ cũng chẳng nên thương cảm quá rồi nhỡ hao tổn đến tinh thần người nào cũng tìm được câu để nói nhưng người nào giỏi thì tìm được thêm nguồn sầu để khóc và khóc với đủ tự do cá nhân người ta ra về dần dần và người bạn này về lại có người bạn khác đến Người nào cũng lật tờ giấy bản lên Trong cái mặt Mọi khi đã trông đến mấy trăm lần rồi Hay chưa kịp trông kỹ Người nào cũng rưng rưng mắt lệ Người nào cũng có được cái vẻ ngậm ngùi đáng khen Trời ơi là cảm động Có chết đi người ta mới xem đi xem lại cái mặt Mà mỗi khi có xem cũng chỉ là để đếm những nốt ruồi Hay để kêu rằng Mắt bên phải bé hơn mắt bên trái Lỗ mũi bên trái hơi to hơn lỗ mũi bên phải Hay môi dưới dày hơn môi trên Hay tóc để hơi dài Bây giờ thì không Người ta trong cái mặt đó một cách kính cẩn lạ nhường Với bao nhiêu là thảm sầu cần có Thành ra cái mặt tái của anh chàng vô vị kia Vì đã chết rồi Cái mặt vô nghĩa lý ấy có vẻ là một mặt Ông Thánh mà người ta tôn sùng Chết đi, bạn ạ à chết đi để được hưởng những thú vị quái lạ như vậy suốt ngày hôm ấy một mình tôi làm cho bao nhiêu người bận rộn có người đi mua quan tài có người đi thuê xe ngựa thuê kèn thuê trống lo đủ các đồ nhà đám nào tôi còn biết những gì gì nữa lần này mới chết là một người ta đi ra bốn phía tấp nập vội vàng sai khiến bởi một cái xác bỏ đi ở nhà có người thổi xôi có người giết gà và gà bị cắt tiết kêu lên những tiếng não nùng bà cô chạy từ dưới bếp lên trên nhà bà thím từ trên nhà chạy xuống bếp ông bác thì hết đem thuốc lào từ sập ra ghế tràng kỹ lại khiêng điếu thuốc lào từ ghế tràng kỹ vào sập ở một góc nhà chị tôi xé mấy vuông khăn trắng chỉ có một mình tôi một mình tôi chết mà ngần ấy người xôn xao nên tôi triết lý vu vơ rằng thì ra cũng có cái chết này và cái chết khác. Nếu không sao lại có khi hàng vạn con người chết trong một lúc mà chẳng lôi theo được một mạng con gà. Từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, rồi lại từ chiều đến tối, tôi sẽ nằm mãi thế này chờ những sự gì phi thường xảy đến. Sự phi thường trước nhất là về buổi trưa, có mấy người mặc áo the thắt lưng đỏ đến thổi vào cái tai lơ đãng của tôi những bài kèn xuân nữ như tiếng khóc của tất cả những người chết ngày xưa. Cuộc mua vui này không làm được cho tôi vui lòng, nhưng cũng làm cho tôi phát cáu. Cái tôi nằm kia bởi vì không ưa hoạt động cho nên nhẫn nại vô cùng. Sang chiều, người ta bỏ tôi vào một chiếc quan tài trông cũng đẹp mắt, màu vàng ống ánh trên màu son đỏ. Đấy là công của cái bà thím nào đã vận động, đa nhẹ tôi sẽ bị nằm trong một chiếc quan tài bằng cổ mọc kia ồ chiếc quan tài của tôi tôi phải nói đến nó nhiều mới được khi xưa nao nức có những dòng máu trẻ trai thì tôi nằm đây nằm đó nhưng không bao giờ chịu nằm yên chỗ nơi nào dù chỉ là yên trong một mùa thu ngắn ngủi có những đêm ở trong màn cối mộng bâng khuâng có những đêm ở ngoài trời đêm dài thấy những sao băng ở đâu là nơi cho tôi yên giấc vài đêm ở đâu chào đón thiết tha dù đời chỉ làm quán trọ Tôi đi từ cửa nhà này sang cửa nhà kia Tấm lòng tha thiết cưỡi về những chốn đâu đâu Nên chẳng xin ai mở cửa đón vào Cũng không xin mướn một phòng nho nhỏ đủ ấm tình thương Tôi không có sẵn nơi đến, nơi về Nên không có gì gọi là di sản Không có gì là của tôi Nên tôi không là của ai hết thảy Tôi không muốn xin Bởi vì cũng chẳng ai cho Này tôi chết đi Người ta cho tôi chỗ nằm chỗ ở Tuy tôi chẳng xin chẳng cầu Rời bỏ sự sống tôi đã dơ cả đôi bàn tay trắng Nhận lấy vật tặng cô đời làm của riêng mình vĩnh viễn Chiếc quan tài kia sơn đỏ thép vàng Một đầu khắc chữ thọ Như thế đã là đẹp lắm Nhưng sao người ta không vẽ hẳn vào những ngựa Những voi Sơn hẳn thành màu ngũ sắc Được một công trình mỹ thuật Dù không thuần túy cho lắm Tôi là người chết Tôi dễ vui lòng nếu người ta nghĩ như tôi biết đâu chẳng có những chiếc khoan tài trên nắp vẽ cả một bức tranh sơn diễn tích anh hùng tương ngộ hay có cái hình một trái tim thương bị mũi tên nhọn xuyên ngang làm rõ đúng ba giọt máu đêm hôm nay cũng như đêm hôm qua giấc ngủ của tôi sai mãi tôi đi vào đêm bình tĩnh thực không còn muốn trông thấy ánh sáng quen quen một ngày hôm sau nữa chẳng phải vì đã được nằm ấm áp giữa mấy bức tường gỗ đâu có duyên giao kết với người tôi đã chẳng chết ngay từ khi mới lọt lòng mẹ sẵn sàng là một người đời tôi cũng sẵn sàng chịu vui chịu sống chịu tìm lòng của mọi người chịu để mọi người tìm đến lòng tôi thế rồi khi khóc khi cười đến nay đã trải mười mấy năm rời đằng đẵng tôi bước ra đi một hoàng hôn ấy lòng không thương tiếc cũng không ngậm ngùi và cũng chưa mỏi bước gì mà bảo vì ngại nỗi buồn lữ thứ với lại cô đơn đường trường không không tôi bước ra đi giữa tuổi thơm hoa là còn muốn được mang theo về nơi thanh vắng một ít phấn hương của cõi đời này tôi trở lại làm đứa trai thơ cả ngày chạy theo con bướm nhung xanh đi ngắt cành hoa cành lá buổi chiều tôi trở về nhà nghĩ lại cuộc vui dưới ánh ngọn đèn tôi ngồi tôi nghĩ người mẹ người cha nói chuyện mà lời xa vắng đâu đâu Đứa bé liềm diềm đôi mắt Trong một lần nữa cái miệng hiền từ của ai Cảm thấy mong manh một bàn tay mát Đặt trên mái tóc còn xanh Thế rồi nó ngủ Nó ngủ và nó nằm mơ Nó mơ thấy những nàng tiên áo trắng Thấy những bông hồng cánh tơ Nó mơ thấy tấm lòng thơ của nó Làm con bướm trắng bay đi Bay đi làm gió mùa thu Làm con chim biết Làm con chim vàng Mười bảy năm trời của tôi thu vào một ngày đẹp nắng Sau mười bảy năm hiền hậu Cái buổi hoàng hôn cuối cùng dưới ngọn đèn nào tịch mịch Vẫn còn để lại trước cặp mắt nhắm nửa vời của tôi Cuộc đời thấp thoáng đương qua Thấp thoáng bóng ngày hấp hối Trong một bức ảnh hoa sương Sau một đoạn đường che bóng cây êm Bây giờ bằng lòng mọi người lắm Và lại bằng lòng mình hơn Tôi mới đi tìm giấc mộng ban chiều Thì mới dám mong giấc mộng sẽ còn nở được ra hoa Tôi không như những người ta Bởi vì thấy mỗi bước chân Bởi vì sắp ngã linh hồn mang tội Bởi vì đã khổ thương nhiều Mà lại chống hết tình yêu Mới vội đi vào cuộc mê giải thoát Và than ôi Chỉ gặp những mê hải hùng Tôi xin tin đời Tôi xin yêu đời Và tin cả rằng đời cũng yêu tôi Lẽ nào lại dám nói lời chua chát Để mang tiếng là đứa con bạc bẽo đang còn thơ ngây mà đã hư rồi mất tôi thì đời khóc đời thương lẽ nào còn dám hoài nghi tấm lòng mẹ quý nhưng mà nay tôi đã chết tôi đứng ra ngoài cuộc đời làm người khách quan ngay thẳng lúc nào cần phải mỉm cười tôi xin mỉm cười thành thực lúc nào cần hiểu rõ lòng của nhau tôi sẽ đi sang câu chuyện cảm tình nụ cười của thằng con trẻ giữa một đám ma không có ý xấu gì đâu xin cũng đừng ai trách nhé. Đám ma tôi cử vào một ngày chủ nhật, như thế thì vui vì chọn đám ma vào ngày chủ nhật hẳn có đông người viếng đưa. Nếu tôi chết ở bên trời, cách những lòng thương từng dãy núi bay mỏi cánh chim hay cách từng đò sông trở ngại để đến nỗi khó trao đổi tình thì thôi. Thôi đừng mong một ngày chủ nhật có những người cầm khăn che miệng đi đưa và nếu đám lại đưa vào một buổi ngày không được nghỉ thì ai nghĩ việc mà ai nghĩ sống để buồn với người chết mấy giờ điều hiu cái mày của tôi cũng làm nên sự không may cho người khác đấy phải đi đưa đám vào ngày chủ nhật mà ngày chủ nhật lại cũng là ngày ngựa xe để cho áo quần được dịp phất phơ ngày chủ nhật có thể để cho người ta đi đánh tổ tôm hay đi thăm hỏi một vài người bạn sống mà người ta muốn vay tiền một ngày chủ nhật về mùa đông này người ta có thể cuộn tròn chăn ấm nằm ngâm câu chuyện cổ kim để kết luận rằng đời sống được buổi sáng mới ửng má hồng một ít trời cao mây xanh xanh biếc có vài sợi trắng đặt ngang mỏng manh như làng tơ lụa một buổi sáng đẹp một buổi sáng tươi nhưng trong buổi sáng đó người ta đưa đám một kẻ qua đời nên về sau người ta quen gọi nó là một ngày trời sầu đất thảm trên cả cái chết Có người cũng còn làm được một bài thơ phong nhã đượm buồn Chiếc quan tài của tôi Được khiêng từ trong nhà ra ngoài đường Giữa những tiếng khóc Giữa những tiếng kèn nghe chừng thảm thiết quá lắm Một tràng pháo bỗng nổ ầm lên tưởng như cái xác chết trong hồn gỗ kín Cũng phải giật mình Và cố nhiên là khó chịu Chị tôi khóc Anh tôi khóc Mẹ tôi ở trong nhà cào ra ngoài đường lại một lần nữa ông rời vô tội bị trách móc Cũng vì tôi cả Trước cửa nhà Người đứng Người đi Đủ mặt bạn hữu tôi Và bạn hữu những người không phải tôi Chẳng mấy lúc được bạn bè đến chơi đông đủ như vậy Khi xưa những ai xa lánh người con trai dễ cảm Cái người con trai hay nói Hay cười Tìm tơ duyên lòng thiên hạ Xin kết vào mình Khi xưa những ai hờ hưởng với mảnh linh hồn đầm ấm của tôi thì nay trở lại ân cần với một cái gì không có nghĩa một chiếc bàn hay một hòn đá lạnh lùng cũng chỉ như xác thịt tôi bây giờ khi tôi quay lưng trở lại mắt nhắm không cần nhìn những cánh tay chào đón thì người ta nghĩ nên tìm đến mong tỏ một chút cảm tình phóng đại chắc rằng thế nào cũng có một người quen tôi nói chuyện với một người không quen tôi và nói về tôi đã chết người quen biết tôi bảo rằng Hoài chết rồi đấy Chắc người không quen tôi sẽ lơ đạn hỏi Trong khi nhìn một con nhện răng tơ trên tường Hoài là ai thế? Người kia tả rõ hình ảnh tôi bằng lối văn tả chân Hoài là cái anh chàng có một nốt ruồi ở trán Và một nốt ruồi ở gần lông mày Còn cái nốt ruồi ở gần lông mi thì trông không rõ mấy Thế là đủ cho người không biết tôi sực nhớ ra rằng Hắn với tôi đã bắt tay nhau một hay hai lần gì đó và liền gật gật cái đầu đa cảm Ừ ừ Mình phải đi đưa đám hoài một tí mới được Cái người dễ thương vay này Hôm nay không có việc gì làm Mà lại vừa đóng được một đôi giày mới Còn con nhện trên tường Vừa làm cho hắn ngáp Người ta bận lòng vì tôi lắm Tôi sống đã từ bao giờ Và chết đi lúc nào thật chính tôi Tôi cũng không hay Nhưng mọi người hình như không thể thản nhiên với cái chết của tôi được sống ở bên người Người ta quên hẳn tôi đi Bây giờ tôi chết Họ mới biết rằng có một con người đã sống Một ngày tôi đi qua cửa người ta đến năm bảy lần Nào ai để ý Bây giờ người ta bâng khuân vô lý Vì cái bàn chân không biết to hay nhỏ Dài hay ngắn kia Cái bàn chân đã bước cùng với họ Trên con đường bụi bặm Ở giữa người ta Tôi bị bỏ mặt âm thầm lúc sống Nhưng muốn chết âm thầm thì chẳng được cái xác hèn mọn kia tuy đã bỏ vào quan tài đầy nấp vẫn còn được chú ý tới đặc biệt có người đứng xem chưa biết mặt tôi bao giờ cũng tìm được một dáng điệu buồn chính thức để nói rõ tội nghiệp cậu ta trông khôi ngô thế mà bỗng dưng lăn đùng ra chết một bà tự nhiên lại có những tư tưởng về hạnh phúc của loài người nên biểu cái môi cực dài ôi giàu có nhà vô phúc thì mẹ mới chôn con chẳng qua nhà ấy có nợ tiền kiếp Thì nó mới vào Nó báo Một bà khác thiên về những thuyết siêu hình học Hừm, Chế trẻ khỏe ma Ngữ ấy thì cứ gọi là ra phết Chứ không chơi Rồi vừa gạt cái bã trầu Bà vừa ghé mồm vào tay một bà bạn Trợn hai con mắt lên Một cách đáng sợ lắm Như con ông Phan ấy mà Đây hôm nọ nó về nhập đồng Mà nó nói vanh vách nó bảo bây giờ nó đi hầu quan hoàng bơ Một ông làm người thành thạo Chết vì sốt rét thương hàng đây Nóng qua 70 độ rưỡi Một ông khác Không có phải vì sốt thương hàng đâu Nghe như ngộ cảm thì đúng hơn Lại một ông khác Ngộ cảm gì Ôm đã mấy hôm rồi kia mà Hình như cậu ta mắc bệnh đau tim từ lâu Nhưng một ông khác đã đánh đổ ngay thước ấy Bằng cách nghiêm nét mặt lại Giọng thì thầm như muốn tâm sự một điều bí mật Thôi biết Có sốt suy cảm kiết tim tiết gì đâu Cậu ta uống nhiều thuốc ngủ quá Rồi ngủ liền đi mãi mãi Y chừng tự tử hẳn Rồi ông không nghiêm trang nữa Thích trí cười thanh khách Đích thị ông cho câu nói vừa rồi của ông là có duyên Nhưng trong câu chuyện bàn tán Các bà từ 30 đến 40 tuổi Vẫn là những người nhiều ý kiến hơn cả mà toàn là ý kiến hay Điều không vui lòng nhất cho một bà có chiếc đuôi gà Dài lượt thường Là chỉ vì cái quan tài đã sơn đỏ đẹp như thế rồi Mà lúc đặt lên xe ngựa Người ta lại còn đem một tấm vải đen ngòm ngòm phủ lên trên Còn một bà cái bụng to to Không biết vì đã mặc ba bốn chiếc áo bông Hay vì đang có chữa Thì cứ lắc mãi cái đầu Chê rằng đám ma này không có người chống gậy Người ta làm cho tôi nhớ đến xưa kia cái buổi người cha của tôi ra đi biền biệt Cũng như tôi lại bây giờ ra đi Xưa kia người cha đáng thương của tôi Chẳng biết khi sống đã mỉm cười thành thực được bao nhiêu lần Nhưng khán giả đứng xem tới đoạn thảm sầu Lại cái tấm tắc khen rằng Con người nhắm mắt kia sướng Sướng vì đã có hai thằng bé con chống cậy đi đưa Đưa cái xác khô về nơi đất lạnh Hai thằng bé con ấy là anh tôi và tôi Ở trong tuổi nhỏ nào có hay đâu hai đứa cầm hai cây gậy thì người cha mới thành người có phúc hai đứa gậy ấy còn thơ chỉ cứ biết rằng trong tay có chiếc gậy nhỏ mà xin thì liền đem ra vườn đập trái cây xanh và lúc đi theo xe tan thỉnh thoảng lại rình chọc vào chân người bên cạnh một cái khe khẽ chiếc xe ngựa bắt đầu chuyển bánh giữa bọn người đứng xem lại xôn xao lên những tiếng phê bình hôm nay Nhờ có tôi đi ra nắm mộ chắc là quạnh hiu Cho nên cả đến hai con ngựa gầy cũng được người ta nói tới Nói tới cái tai, cái đuôi, cái dáng đi uể oải Cái bước chân nặng nề Ồ, hai con ngựa hiền từ Chúng nó cũng im lặng, chúng nó cũng hiền triết Chúng nó cũng là một hình tượng đặt ra ở giữa đám đông Người ta không trông thấy, nhưng không cần trông thấy người ta Hai con ngựa, chúng nó là bạn đồng hành của tôi lúc này Chúng nó đem tôi đi Tôi bình tĩnh nằm trong quan tài Và trên quan tài xếp đầy những vòng hoa trắng Bạn ơi Bạn có nhã ý tặng tôi những vòng hoa trắng Thật tôi hết sức vui lòng Tới phút cuối cùng Những hoa trắng kia Còn làm đẹp nốt đời tôi Một đời mê hoa đến chết Để khóc hương hồn bạn hoài Viếng người bạn mến tiếc và thân yêu Thành thực tiếc thương hoài Đấy là lời bạn khóc tôi Và là lời khóc chân thành Ta cần hiểu nhau chỗ này mới được Bạn đem hoa đến viếng tôi Lại còn ngại rằng ý hoa không tỏ hết tình hay sao Cho nên bạn tưởng nên viết rõ lòng Bằng nét đại tự Lên những tấm băng Quà ngang vòng hoa Làm chứng Không phải cốt để cho tôi xem Mà là chỉ muốn trình bày một công trình xúc cảm của lòng Dưới nhiều cặp mắt hay trong hay nhìn Hôm nay tôi buồn Tôi nói cùng bạn một câu thật nhé Chớ thương tôi nhiều Và chớ để cho nhiều người biết rằng tôi được ai thương Bạn có yêu tôi Hãy dành cho tôi một chỗ bên lòng Một chỗ bé nhỏ, đơn sơ Nhưng mà kín đáo Người ta không biết Mà cả tôi cũng không hay Như thế bạn chẳng là bạn của tôi Nhưng có tôi là bạn của bạn Xưa nay tôi vẫn không là của ai Nhưng cả tôi đây Ai lý làm vật sở hữu mà tôi lại từ Tôi mong chiều nay Hay một chiều mai Hay một chiều kia xa nữa Người bạn thương tôi sẽ cô đơn tìm đến viếng mộ tôi Đem theo ít nhiều hoa trắng Và đừng khóc tôi bằng lệ Đừng nói thương tôi bằng lời Vì nước mắt người ta Tiếng nói người ta không phải là riêng của bạn gìn giữ cho tôi Của bạn cho tôi Mà rõ riêng tay chỉ là một chút hương lòng mỏng manh Tôi xin tìm ở linh hồn của hoa cũng được Tôi dễ là người cảm động Cho nên tôi dễ hoài nghi Với bạn là người thân thiết tôi mới nói thật rằng tôi đã hoài nghi Còn với ai ai không biết thì tôi vẫn giấu tấm lòng Phải rồi Phải rồi Tôi là người dễ nghi ngờ Tôi trông vào xương Vào khói mơ hồ Mà còn thấy gợn tinh vi từng sắc Từng màu Hiển hiện ở đâu những dáng Những hình đậm nét Nào tà áo bướm của gia nhân Thường thường phản phất nào cặp mắt ai trong vắt nước lưu ly tôi trông vào mộng vào mơ mà còn thấy được ít nhiều sự thực nên lòng được thể mơ sương hoài hoài huống chi bây giờ tôi lại trông vào sự thực hẳn hoi tôi ước ao một chút thiết tha ở tận sâu trong lòng bạn cho nên thấy những người nào phúng vòng hoa kết bằng cườm thì tôi nổi giận vô cùng chiếc xe ngựa chuyển bánh đi đi êm quá chừng chính là để đi vào trong giấc mộng người mẹ thương tôi người ta bắt phải ở nhà đấy là một tục lệ của loài người trong cái xã hội chung đụng với tôi này không ai cắt nghĩa tại làm sao lại thế à à những người sống họ lôi thôi vậy thì họ cũng đừng nên làm gì đừng làm một việc gì hết vì ở mỗi một việc làm lại có một phụ trương hàng mấy quyển sách luật lệ phong tục luân lý giáo khoa Chiếc xe ngựa chuyển bánh đi Những người bước theo xe tan cũng im lặng Chị thỉnh thoảng nghe thấy một tiếng thổn thức nghẹn ngào của chị tôi Hay vài tiếng hắt hơi quý phái Người đi đưa đông quá Và ngoan ngoãn quá Thật chưa bao giờ tôi dẫn dụ được từng ấy người đi theo một cách dễ dàng như vậy Đây này Đầu tiên là bốn người bạn cùng nhận là thân nhất đời của tôi Bốn bộ y phục chạy chuốt Bốn cái đầu bóng mượt bốn cái bàn tay anh nắm lấy bốn cái dây lồng thòng ở bốn góc xe và cứ nắm thế mà đi đã không biết mỏi lại hình như lấy làm mãn nguyện lắm vịnh vào sau xe và cúi mặt xuống là chị tôi nhìn thẳng và không nhìn vào đâu là anh tôi còn những bộ mặt hoặc ngửa lên ý chừng sợ rơi kính trắng hoặc nghiêng về một bên ra vẻ sầu tư những cái mồm để nói nho nhỏ những chuyện trời chuyện đất hoặc để nhổ bá trầu là của ông chú ông bác bà cô bà thím bà dì trừ những người bạn thân nhất đời kia lại còn nhiều người bạn khác cũng thân nhất đời chẳng kém họ đi sau cùng làm những bậc hiền triết ít nói ít cười nhưng chắc nghĩ ngợi bao la có người nghĩ đến bữa cơm trưa sắp đợi ở nhà với những món gì ngon ngon có người nghĩ đến đoạn đường xa xôi ra tận nghĩa địa và hơi lấy làm lo ngại cho gót giày của mình có người nghĩ đến cái này, cái nọ Nhưng chắc không tư tưởng nào xây dựng ở trên cái chết của tôi Bước chân này dẫm lên vết dấu chân khác Cả cái đoàn người đưa ma chỉ là một lũ cái đầu Một lũ cái chân Và một cái mình nguyên khối chuyển đi Chắc rằng cũng chung một tấm lòng người Đá ma đi từ ngoại ô vào phố Có những người qua muốn làm người lịch sự giơ tay chào cái xe tang xác chết nằm trong quan tài chắc đang mỉm cười có những chiếc xe hơi đi qua nhưng lần này không nhẽ lại đè chết một người chết nên đi chậm chậm lại những người đưa đám thấy những chiếc xe hơi đẹp như thế xa như thế mà phải đi thông thả chỉ vì nể cái đám đông nên cũng có một chút kiêu hãnh ngầm và bắt đầu hiểu sâu xa về cái nghĩa đoàn thể của nhiều lòng biết buồn chung đám ma của tôi cứ đi cứ đi đi qua một phố nho nhỏ kia ở đấy có một căn nhà căn nhà có gác trên gác có một cửa sổ xinh xinh trông xuống dưới đường và trong cửa sổ là người thiếu nữ tôi yêu cái người con trai dễ cảm là tôi chiều xưa nhiều lần đã đi dưới cửa sổ này rồi về làm những bài thơ mỏng mảnh gấp đầy cả trong cuốn sách yêu đương người con trai xếp ở bên lòng mối tình có lẽ mới là thứ nhất và cứ chiều chiều lại đi anh chàng ấy viết những câu thơ nhỏ như thế này Em ở lầu cao trước gió đông Tóc em còn xõa má em hồng Và gọi người thiếu nữ kia là người gái quê phòng mắt xanh Người con trai 17-18 tuổi mới sống, mới yêu Nên mới buồn, đã vội đi trách cô nàng thờ ơ Người thiếu nữ tôi yêu chiều xưa Đã nhiều lần trông thấy tôi dạo trên đường Giữa hai hàng cây lá xanh và cứ mỗi lần gặp tôi ngước mắt nhìn lên lại cho tay ra đóng vào một cánh cửa sổ hững hờ. Hôm nay cái đám ma của tôi đi qua nhà người con gái tôi yêu. Trong chiếc quan tài có một trái tim dững dưng. Có lẽ điều kèn xuân nữ làm cho người cái nhỏ ấy thích lắm vì nàng đã từ trên gác chạy hẳn xuống nhà đứng ngay trước cửa nhìn chiếc xe ngựa nhìn người đi theo. Vô tình trông vào cái xe linh hồn đôi con mắt Tôi vẫn ca tụng là thơ ngây Nhìn thấy tấm ảnh của tôi đặt trong Nàng hơi ngạc nhiên một chút Rồi trở lên trên gác ngồi Cũng chẳng cần khép đôi cánh cửa sổ lại làm gì Sự tình cờ khiến nàng bân khuân từ sáng Đến tận buổi chiều Trước bữa cơm tối vài phút Cũng may Người thiếu nữ diễm tình chưa biết tôi nhiều Nếu không thì ở cái chết này Đã được thêm một vài trang tiểu thuyết Có nước mắt Có tiếng thở dài rồi sau đoạn Lâm Ly thế nào cũng có cái đoạn nói về bạc tình quên lãng. Hết tập 1. Còn tiếp